Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thì là thư giãn luôn nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa nay luôn. Thì câu chuyện này mình được một chị, chị gửi lại cho mình thông qua Zalo. Chính gia đình của chị đã gặp một cái sự việc tâm linh này. Như xin phép đặt tên cho chị hen Như đặt tên cho chị là chị Đào đi Thì đợt đó là chị Đào cùng với anh chồng của chị Và cái đứa con nhỏ của chị là một bé gái được 10 tuổi Cả gia đình của chị có lên trên gò dấp để mà tham dự một cái đám cưới Còn nhà của hai anh chị là ở cái khúc trảng bàn Tây Ninh đó. Do đây là một cái đám cưới của người thân trong dòng họ nên là từ cái bữa hôm trước thì gia đình của anh chị đã lên trên gòi dắp để phụ giúp rồi chuẩn bị này kia đâu rồi. Và sau khi ăn tiệc xong là cũng chín giờ mấy gần 10 giờ tối, hai anh chị mới chạy xe đi ngược về hướng trảng bàn Tây Ninh. Do đường xá anh chị cũng ít có chạy lên trên này nên là đi cũng không có quen lắm Khi mà chạy xe thì anh chồng ảnh chở chị Đào với lại là đứa nhỏ ngồi sau Thì chạy là cũng đi lai rai hà chứ không có chạy nhanh Khi mà tới khu vực của Hóc Môn Tới ngay đó thì trời cũng đã rất là khuya rồi Đã tầm khoảng gần 12 giờ tối Thì bây giờ là khuya quá Chị Đào chị mới nói với anh chồng Thôi giờ là kiếm cái khách sạn ngủ đỡ đi Để sáng rồi chạy xe về tiếp Chứ buổi tối đi thì nguy hiểm dữ quá Hồi sớm trước khi mà cái lúc về Ở trên gia đình đám tiệc người ta cũng kêu Là gia đình của anh chị ngủ lại đỡ một bữa đi Rồi sáng hôm sau hãy về Nhưng mà do là đám tiệc mà người thì đông dữ lắm dòng họ cũng đông nữa nên là hai anh chị mới quyết định là chạy xe về trong đêm vậy luôn hen bữa đó là ngay cái ngày thứ bảy luôn mà mấy bạn cũng biết rồi đó thứ sáu thứ bảy chủ nhật là mấy cái khách sạn nhà nghỉ này kia đồ nó đông dữ trời lắm gia đình của chị đào đi vô ba cái khách sạn hỏi là còn phòng hôn mà vô chỗ nào cũng hết phòng hết trơn rồi có đi qua hai cái nhà nghỉ nữa cũng hỏi nhưng mà chỗ nào thì cũng kín phòng hết rồi hai anh chị vừa chạy xe vừa lo lắng mà trong khi là cái đứa con gái nhỏ giờ này là nó cũng buồn ngủ dữ lắm rồi nó ngáp ngắn ngáp dài thấy thương dữ lắm hai anh chị thấy là có một cái chỗ này là ở nhà nghỉ thôi ở trước của cái nhà nghỉ này là người ta mới để cái bảng con có chữ còn phòng thì thấy vậy là hai anh chị mừng rỡ dữ lắm chạy thẳng vô ừ hỏi em ơi em lấy cho anh chị một cái phòng đôi đi hai anh chị muốn ở phòng đôi bởi vì là một giường là để cho hai vợ chồng anh chị ngủ còn cái giường kia là sẽ để cho nhỏ con gái nó ngủ bởi vì cũng lớn rồi cả gia đình ngủ chung cái giường thì nó hơi chật một chút xíu do muốn ngủ thoải mái nên mấy anh chị mới kêu là người ta sắp xếp cho một cái giường đôi mà ngày hôm đó là cái ngày mà khách nhiều dữ lắm bây giờ chỉ còn lại một hai phòng mà chỉ là những cái phòng dạng tình nhân thôi là dạng phòng đơn đó rồi thì bây giờ cũng khuya lơ khuya lắc hai anh chị mới quyết định là lấy một phòng luôn chứ mà anh vợ đi tìm kiếm nữa chắc tới sáng luôn quá rồi thì cả gia đình của anh chị đi lên trên cái phòng này Thì đây là cái dạng phòng tình nhân chỉ có duy nhất một cái giường thôi Cả gia đình của anh chị ráng ngủ thì chật chật một chút xíu thì chắc cũng ngủ được, không sao hết Rồi thì từng người thay phiên nhau thay đồ, rồi rửa mặt, rửa tay đánh răng này kia Xong sau đó là leo lên giường nằm ngủ Hồi sớm giờ từ cái lúc vô phòng tới giờ chị này chỉ mệt mỏi quá nên là chị không có để ý căn phòng nữa. Rồi sau khi mà vệ sinh cá nhân này kia xong chị Đào chỉ cảm thấy là chị khỏe khoắn hơn. Hồi này chỉ ngồi trên giường thì chị mới dòm xung quanh căn phòng chị mới để ý. Ủa sao cái phòng này là nó lắp bằng kiến không vậy ta? Tức là một cái phòng ngủ là sẽ bao gồm bốn bức tường ha trong khi là hai cái vết tường ở hai bên giường là nó đã lắp cái kiến rồi còn ở phía trước cũng lắp nguyên một cái kiến luôn mà cái dạng kiến rất là bự mình dòm vô trong đó thì mình sẽ thấy mình trong cái căn phòng này bốn góc mà mình nhìn ba góc là đã thấy mình ở trong đó rồi không biết làm sao cái chỗ nhà nghỉ này nó lại thiết kế nó lại gắn mấy cái gương mấy cái kính như vậy nhìn nó kỳ cục dữ lắm kìa nhưng mà chẳng qua Cả gia đình của anh chị lựa chọn chỗ này cũng chỉ ngủ đỡ tạm qua đêm nay thôi Nên rồi chị cũng kệ luôn Cả gia đình cũng chìm vô giấc ngủ sau tầm khoảng gần 15 phút hà Ngủ ở đó do có máy lạnh này kia đồ Chị cảm thấy là ngủ rất là ngon Niệm cũng im dữ lắm Thì chị ngủ đâu tầm khoảng tới 1 giờ Theo bất giác chị đưa cái tay chị mò mò xung quanh Thì thường ở nhà chị ngủ thì chị sẽ ngủ chung với chồng chị Chị mò cái tay qua thì chị sẽ đụng chồng Nhưng mà bữa nay ngủ là ngủ với con rồi Chị cũng mò mò cái tay qua Để coi có đụng chồng hay là đụng con của mình không Nhưng mà lúc đó thì chị mò cái tay qua thấy nguyên một cái khoảng giường đó, nó trống quơ trống quát à thì chị thấy nó xong mà nó trống trải như vậy chị mới lờ mờ chị ngồi dậy chị coi thì chị thấy là trên giường hồi này là anh chồng của chị nằm ở sát mé bên phải còn chị là nằm ở sát mé bên trái còn nguyên một cái chỗ giữa của cái giường này là cái chỗ của nhỏ con gái mà bây giờ ở đó trống không à nhỏ con gái đâu rồi chị hết hồn hết vía chị dòm vòng vòng thì chị thấy là con nhỏ con gái của chị nó đang nằm ở cái hướng gần toilet đó, mà nó nằm ở dưới sàn nha nó đang nằm với cái tướng ngủ mà nó ngủ y chang con ếch vậy đó cái mông đó thì chu lên trời hai cái tay thì để dài lên nhìn cái tướng ngủ xấu dữ lắm chị đào chỉ thấy vậy là liền chị bước xuống giường chị lại chị kêu kêu con chị mấy tiếng thì sau khi mà gọi mấy tiếng đứa nhỏ nó cũng đang ngáy ngủ mà nó đang sai ke nó cũng nghe theo lời mẹ và bước lên giường nằm ngủ tiếp hồi này do là chị đào chị cũng mệt mỏi dữ quá nên là chị cũng không có quan tâm là tại sao đứa nhỏ lại bò xuống dưới đó ngủ cứ nghĩ là đứa nhỏ này nó bị mớ rồi nó bò xuống đó thôi hà rồi thì chị cũng ngủ tiếp Tới khi mà giấc ngủ của chị là chị cảm thấy là ngủ sâu dữ lắm nghe Mà chị lại nghe loáng thoáng ở bên tai là nghe như vậy nè Ê, nó kìa, chọc nó không? Chọc nó đi mày Chị nghe cái tiếng nó nhỏ nhỏ bên tai gì đó Mà chị nghe rất là rõ luôn Không biết làm sao là trong giấc mơ của chị lại nghe thấy một cái tiếng nó kỳ cục như vậy thì đó là một cái tiếng đàm thoại giữa hai người Thì hai người đang nói thì thầm giống vậy đó rồi sau đó chị còn nghe thấy cái tiếng cười hí hí hí, Mà hai người vừa nói chuyện vừa cười với nhau vậy đó Nghe rất là nham nhở luôn Mà chị đang ngủ đang sai ke mà chị cũng không quan tâm đâu Độ tầm khoảng 5-7 phút sau á Thì chị nghe thấy cái tiếng kêu vậy nè Mẹ ơi Mẹ ơi mẹ Chị nghe thấy cái tiếng này á, là cái tiếng gọi thân thuộc của nhỏ con gái chị Thì chị mới lờ mờ lờ mờ chị mở mắt ra cái lúc mà chị đang nằm ngủ là chị quay vô trong là cái mặt của chị sẽ quay hướng vô cái chỗ của đứa nhỏ. Và khi hai con mắt của chị lờ mờ mở ra chị nhìn quen với bóng tối rồi thì chị mới thấy là ở sát cái mặt của chị, chỉ cách có tầm một gan tay thôi, là nguyên một cái mặt quỷ luôn, một cái khuôn mặt bề cái lớp da là nó trắng sát, còn mấy cái răng thì nhìn nó vàng vàng, đen đen thì nó đen thùi lùi luôn ở đầu của con quỷ này là nó không có tóc tai gì hết trơn, cái đầu là nó trơn nhẵn trụi lũi trời ơi, vừa thấy tới đây là chị này chị hết hồn hết vía chị giật bắn mình luôn, chị ngồi vậy, chị ngốc cái đầu chị ngồi bật dậy liền và khi đó cái lúc mà chị ngồi dậy rồi chị dòm thì không có còn nhìn thấy cái con quỷ đó đâu nữa hết mà thay vào đó là cái nhỏ gái của chị hồi nãy cái lúc mà chị đem nó lên là chị để nó ở gần vai của chị là vị trí ngủ cái đầu của con bé sẽ cạnh với vai của chị đào nhưng mà lúc này không biết sao cái đứa nhỏ nó nằm ở tú ở dưới chân của chị rồi tức là cái đầu của đứa nhỏ nó đang nằm song song với cái phần mông của chị vậy đó Chị thấy cái cảnh tượng đó nó cũng kỳ kỳ rồi Mà lại hồi nãy thấy một cái khuôn mặt kinh dị quái gở như vậy nữa Thì chị cũng rất là giật mình luôn Mà hồi đó là do đi đường mấy tiếng đồng hồ Rồi quần quật hai ngày trước để phủ đám nữa Thì giờ nãy chị nói chị mệt lả người luôn Thôi chị cũng kệ Chị lôi đứa bé con của chị Chị lôi nó xê lên để nằm gối Rồi sau đó chị cũng xuống chị nằm chị ngủ tiếp khi mà chị chìm vô sâu giấc ngủ thì chị lại nghe thấy cái tiếng cười là cười gì cười vậy đó mà chị nghe cái tiếng cười nó nhột lỗ tai dữ lắm thì trong tiềm thức cái giấc ngủ của chị lại nghe thấy cái tiếng vậy nè ê hồi nãy tao chọc rồi đó giờ tới mày đi mày ra tay đi chị nghe rõ ràng vậy luôn rồi không biết là tầm bao lâu nữa chị cảm thấy là cái bàn giò của chị nó nhột nhột xong mà nó nhột nhột nó kỳ kỳ á thì chị giấc ngủ của chị đang say mà chị lấy cái chân này chị đá qua cái chân kia rồi chị gãi sột sột vậy thôi rồi sau đó chị cũng rút cái chân của chị vô khỏi cái mền và sau đó nữa thì chị cảm thấy lạnh người của chị sao mà nó lạnh ngắt hả à. cái máy lạnh nó đang phà thẳng vô cái chỗ của chị Mà bây giờ chị mò chị kiếm cái mền Sao mà mò hoài không thấy Chị mới bực mình quá do lạnh á Chị ngủ không được Chị mới bực mình á Chị ngồi dậy thì chị thấy cái mền hồi này nó đã nằm ở tuốt ở dưới mé đất luôn không biết làm sao đó cái mền nó nằm ở tuốt ở dưới cái uh, giường này nè mà trong khi với chồng chị thì đang ôm con gái chị cả hai người rất là quýu còn chị thì cũng rất là lạnh như vậy nữa không biết làm sao đó là cái mền nó rớt xuống tuốt ở dưới cái sàn của cái giường này như vậy luôn thôi chị cũng kệ chị lẹ lẹ là chị lụm cái mền đó lên rồi sau đó chị khoát chị đắp cho chồng chị con chị rồi chị đắp cho cả chị nữa và chị cũng nằm xuống chị ngủ nữa ha mà giống như là những cái con quỷ ở đây muốn trêu chọc chị cỡ nào là cũng phải chọc chị cho bằng được luôn sau khi mà chị đào bả ngủ sâu sâu vô giấc rồi sau khi chị đào Chị vô giấc sâu rồi lại một lần nữa thì chị lại nghe tiếng cười thì hồi nãy á cái tiếng cười nó làm chị khó chịu dữ lắm ngay lúc đó luôn là chị cảm thấy chị đang bị kéo trượt người về phía sau Tới khi mà cái cảm giác đó nó quá là rõ ràng vậy rồi á Chị mới mở mắt ra chị tỉnh dậy Và chị ngồi dậy thì chị thấy Hồi nãy là chị không phải là chị nằm ở trên cái niệm giống như hồi nãy bình thường đâu Mà chị đã bị kéo xuống tuốt ở dưới cái chân niệm Là bây giờ chỉ có còn nửa người chị là nằm trên niệm thôi Còn nửa người là từ cái phần mông tới cái phần chân á Bị lôi xuống khỏi niệm rồi Chị ngơ ngác luôn Mình đang ngái ngủ mà Tới đó là chị Đào chỉ không biết gì luôn Ủa gì trời đang ngủ mà sao tự nhiên xuống đây Chị Đào chị cũng thấy kỳ kỳ nghe Hồi sớm giờ không hiểu gì Mà cứ bị hù bị chọc hoài Chị cảm thấy là cũng hơi lạnh lạnh người đó Cái chị bò lên trên giường chị ngồi Thì lúc mà chị ngồi vậy đó Là chị không có nằm xuống chị ngủ nữa Mà chị ngồi thừ lừ vậy đó thì lúc đó ở phía trước mặt của chị Đào là một cái tấm kính bự Thì chị dòm trong tấm kính đó là thấy mình nó đang ngồi thừa lường vậy đó Mà ác một nỗi vậy nè là cái đèn ngủ trong đây nó chơi cái màu hơi vàng vàng đỏ đỏ Nhìn cái màu nó cũng thấy ghê dữ lắm Nhưng mà chị thấy chị ở trong kính vậy thì chị cũng cảm thấy bình thường Nhưng mà một lúc sau chị cảm thấy giống như là có ai đó đang ngồi ở phía sau lưng mình Thì chị mới liếc con mắt chị qua mấy bên trái Thì ở bên tay trái này cũng là nguyên một cái tấm kính rất là lớn chị mới thấy rõ ràng là chị đang ngồi ở trên cái niệm ở phía sau lưng của chị cách chị dắt tầm khoảng hai gang tay hả là nguyên một cái con quỷ nó đang ngồi phía sau lưng chị đó mà dòm vô đó chị thấy rõ bân hả cái con quỷ đó nó không có mặc quần áo nó cũng không có lông lá gì trơn cả người của nó trơn lùi nhìn giống như một con khỉ mà dạng khỉ không lông vậy đó Chị vừa thấy tới đó là chị ngoái thẳng cái cổ của chị qua Để hai con mắt chị dòm cho kỹ Thì khi mà chị quay cái đầu chị qua mép bên trái rồi Là chị không có còn nhìn thấy con quỷ đó nữa Nhưng mà chưa nghe Hồi này chị lại cảm thấy ở sau lưng của chị Nó cứ lạnh lạnh gái làm sao Chị mới quay ngược cái đầu của chị lại thì khi chị quay lại 180 độ thì hồi này á là ở cái mép giường bên phải ở bên đó cũng có nguyên một tấm kính bự nữa. Thì khi chị ngoái đầu lại như vậy chị thấy con quỷ kia nó cũng đang ngồi cạnh bên chị và cái đầu của nó cũng ngoái qua giống y chang chị, giống như là nó bắt chước chị á. Trời ơi vừa thấy tới đây là chị này chị sợ điếng hồn luôn, chị nhào thẳng về phía trước. Đang trong cái lúc mà chị di chuyển tới cái phía niệm ơn trước á thì chị cảm thấy là có một cái đôi bàn tay xô chị. Ngay lúc đó luôn là Chị Đào bà bị té, bà té cắm đầu xuống bà lăn vòng vòng lại tới chỗ nhà vệ sinh luôn. Lúc đó là té xuống đau gần chết rồi, chị mới lờm còm chị bò dậy, chưa có kịp hết quảng sợ. Thì chị lại thấy cảnh tượng này là chị thấy cái con quỷ đó, nó đứng ở trong cái mét gương bên trái á. Cả người của nó là đứng ở trong gương luôn nha mà cái miệng của nó nó cười nó cười cái miệng bự chà bá luôn mà cái hàm răng á thì xấu ồm à mà. còn nguyên cái cặp môi là nó đen thùi lùi không biết sao chị đào chỉ lại nhìn thấy hình hài của con quỷ này nó xấu ghê gớm vậy đó con quỷ này nó không có lông cũng không có quần áo người thì, thì trơn nhẵn giống như da của con nhái vậy đó nó bóng bóng lên mà nó có cái màu hơi xám xám xanh xanh chỉ có cái mặt á là nó trắng kinh khủng thôi mà hai cái tay con quỷ này á, nó dài lắm nghe nó dài xuống gần tới đụng cái cái khúc đụ gối luôn á nó dài mà nó bự nhìn thấy ghê lắm chưa có kịp để chị định thần lại thì cái con quỷ này á nó bay ở từ cái tấm gương bên trái á nó bay thẳng qua giường rồi á, nó biến mất trong cái tấm gương ở bên phải trời ơi một cái cảnh tượng này tới đây quá là kinh dị rồi chị đào bả ngồi núp ở trong góc bây giờ là chị không có la nổi đâu giờ là nước mắt nước mũi của chị á, nó tuôn ra ào ào luôn chị sợ chị sợ chị cứ ngồi đó chị khóc thúc tích rồi người của chị thì rút vô trong một góc vậy đó chị nhìn xung quanh cái phòng này chị cảm thấy nó sợ hãi một cách kinh khủng luôn mà hồi đó thì cái anh chồng của chị đào á, với lại là nhỏ con á, hai ba con ngủ ngon ơ à trong khi là chị đào ở đây bà sợ gần chết bà sợ quýu cò bà núp ở trong góc vậy đó tới tầm khoảng 5 phút sau á, thì anh chồng của chị mới nghe thấy cái tiếng khóc thúc thích của chị và ảnh giật mình ảnh dậy thì thấy là chị ngồi ở trước cái cửa toilet á, ngồi núp ở góc mà hen khóc nước mắt nước mũi gì chảy tèm lem tem luốc hết trơn ảnh hết hồn hết vía ảnh mới lại ảnh đỡ chị lên rồi hỏi chị là gặp cái vấn đề gì vậy hồi ơi chị sợ hồi đó là chị khóc không mà chứ chị nói không có thành tiếng do anh chồng á ảnh cũng chưa biết cái sự việc gì xảy ra nên ảnh cũng là an ủi chị vậy đó dỗ dành chị cho chị nín Lúc này là cũng tầm khoảng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng rồi Hai vợ chồng ngồi thức tới sáng luôn Tới 5 giờ rưỡi thì hai vợ chồng mới kêu nhỏ gái dậy Và cả gia đình mới rời khỏi cái chỗ nhà nghỉ đó Bữa đêm hôm qua là chị Đào chỉ muốn đi liền rồi Mà bây giờ đi giữa cái lúc trời khuya vậy Kiếm một cái nhà nghỉ, một cái khách sạn khác cũng khó nữa Nên thôi chị ráng cắn răng chị ở cho qua cái đêm đó luôn sau khi mà hai vợ chồng của chị ra khỏi cái nhà nghỉ đó rồi thì chị mới dám kể lại cho anh chồng chị nghe là toàn bộ những cái sự việc mà từ cái lúc tối ngủ em là nhỏ con của chị không biết bị gì mà nó xuống dưới sàn nó nằm ngủ như con ếch vậy đó rồi chị bị chọc đủ thứ trò đủ thứ kiểu từ hôm qua tới nay chị còn thấy dung nhan của một cái con quỷ kinh dị đó xuất hiện ở trong cái miếng gương đó vậy luôn thiệt sự tới giờ chị không hiểu là mấy cái chỗ nhà nghỉ nó lắp những cái miếng gương vậy chi nhìn thấy ghê cực kỳ luôn. Hồi trước thì Như đi du lịch Vô tình là Như có vô như ở trong một cái nhà nghỉ này Thì cái chỗ nhà nghỉ đó Nó cũng xây lên hai cái miếng gương Thì ở cái giường ngủ là chính giữa ha Hai cái gương hai bên Trời ơi vô đó mà mình thấy bản thân mình trọng Mình còn sợ gần chết luôn Nửa đi mà như vậy như mắc toilet đó Như đi toilet Do là mình nằm vậy thì sao Cái bóng ở trong gương nó cũng bật dậy y vậy luôn Mà hai bên là hai cái gương Mình cảm thấy là Khi mà có nhiều gương vậy nó làm mình sợ gần chết luôn á Chứ mình thiệt sự là mình không hiểu Mấy cái nhà nghỉ lắp mấy cái gương vậy làm chi luôn Nói lại cho cặp tình nhân gì chứ vô thấy sợ ma gần chết luôn á Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ nhất của chị Đào Trong một lần á, mà chị kiếm đỡ một cái nhà nghỉ ở đỡ qua đêm thôi Mà chị lại gặp những cái hiện tượng quỷ dị như vậy luôn ha rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai này thì cái câu chuyện này là mình được một chị này chỉ gửi lại cho mình chị không có xuất hiện trong câu chuyện đâu mà là một cái người bạn quen biết của chị đã từng trải qua cái câu chuyện tâm linh này nên là chị gửi lại cho như thì cái anh nhân vật chính trong câu chuyện này như xin phép đặt tên cho ảnh như kêu bằng anh hai ha. Ở trong nhà của anh hai này là chỉ có duy nhất một mình ảnh thôi Ba của ảnh thì mất rất là sớm Ảnh ở chung với mẹ của ảnh từ nhỏ cho tới lớn Tới năm đó là anh hai ảnh được 28 tuổi rồi mà ảnh chưa có vợ con gì hết trơn á. Bối cảnh xảy ra cái câu chuyện này là ở tại tỉnh Tiền Giang luôn nha. Về nhà của anh hai để mình diễn tả cho các bạn dễ hình dung luôn. Ở phía trước là một cái sân, ảnh trồng mấy cái cây măng cục. Ở phía sau đó là cái nhà của ảnh ở. Rồi còn ở phía sau nữa là cái khu vực giường sầu riêng, rồi bơ, rồi chôm chôm măng cục này kia. Trồng rất là nhiều luôn. Gia cảnh của anh hai nói giàu có quá thì cũng không phải Nhưng mà anh hai này cũng là người có của ăn, của để trong nhà Năm đó thì anh hai ảnh có quen được một cái cô này Thì cái chị này mình đặt tên là chị Nhung ha Chị Nhung này thì bà nhỏ tuổi hơn với anh hai là chị Nhung bà 25 tuổi Chị Nhung á, bà cũng là một người ở trong khu vực của cái huyện nơi mà anh hai ảnh ở luôn. Hai người quen nhau đâu được tầm khoảng 4 tháng thì anh hai mới đưa chị Nhung này về nhà để ra mắt mẹ nhưng mà có điều á, là lúc mẹ của ảnh nhìn thấy chị Nhung này á, thì do là cái khu vực ở đó người ta biết tới chị Nhung này. Và đặc biệt á, chị Nhung này chỉ còn nổi tiếng nữa mà không phải nổi tiếng vì cái gì tốt đẹp đâu nghe. Mà người ta nói là chị Nhung này á, có cái thói tham phú phụ bần bởi vì trước đây á, là chị Nhung này á, đã có một cái người chồng rồi và cũng có một cái đứa con trai luôn. Từ cái lúc mà chị Nhung này quen cái người chồng cũ thì hồi đó là gia cảnh của cái anh chồng rất là giàu. Tới một ngày là anh đó ảnh bị dở nợ, ảnh không có còn giàu có nữa. Thì khi đó chị Nhung này chị mới để lại cái đứa con nhỏ cho ở bên nhà nội nuôi Rồi chị cũng bỏ luôn cái anh chồng đó Do chị không có chấp nhận sống trong nghèo khổ được nên chị đã ly dị như vậy Và cái người mẹ của anh hai tất nhiên biết chị là một cái người con gái không có tốt vậy rồi Giờ thì con trai của mình làm ăn được cô đó cổ chấp nhận theo mà tới khi lỡ một ngày con trai của mình xa cơ thất thế rồi sao mẹ của anh hai nghĩ vậy đó nên là phản đối cái mối quan hệ của hai người không có cho anh hai là quen cái chị nhung đó nhưng mà hai người cứ lén lút giấu giếm rồi hai người quen nhau. Tầm khoảng nửa tháng sau là hồi này hai người đã quen nhau được tầm nửa năm rồi. Anh hai ảnh mới về ảnh năn nỉ mẹ ảnh. Muốn mẹ ảnh là bây giờ đi qua hỏi cưới cô đó để mà cưới cô đó về làm vợ. Nhưng mà mẹ của anh hai thì nhất định không có muốn cho hai người quen nhau. Bởi vì mẹ đã sống tới từng tuổi đó thì nhìn người như thế nào mẹ có thể dư sức mẹ hiểu được cái cô gái này là một người ra sao nhưng mà về phần của anh hai ảnh nghĩ là mẹ của ảnh chê chị nhung là một người đã có chồng có con rồi nên là mẹ mới chê vậy thôi Chứ còn về vấn đề mà cái chị Nhung đó đã bỏ chồng trước khi mà chồng trước xa cơ thất thế, chị nhung chị cũng khéo lắm chị ăn nói như thế nào đó và anh hai ảnh cũng tin như điếu đổ không có một chút nghi ngờ gì hết chính vì vậy mà anh hai ảnh đã bỏ ngoài tai tất cả những cái lời khuyên ngăn từ gia đình bạn bè này kia là ảnh không có để ý gì hết trơn á ảnh nhất quyết là ảnh muốn cưới cái chị nhung này rồi thì cái bữa hôm đó sau nhiều lần mà kêu mẹ của ảnh đi qua hỏi cưới cổ mà mẹ không chịu bữa hôm đó là anh hai ảnh đi nhậu nghen ảnh mượn rượu về để mà ảnh nói chuyện với mẹ ảnh quậy nhà cửa đập đồ banh chành hết trơn à mẹ của ảnh thấy như vậy cũng sợ dữ lắm khuyên ảnh rất là nhiều mẹ nói cái cô đó là một cái người không có tốt đâu kêu ảnh nên nghe đi bỏ cái cô đó đi mà do đã yêu rồi thì anh này anh đâu có còn nghe những cái loại đó nữa ảnh để ngoài tai hết hai mẹ con mới cãi qua cãi lại một hồi anh hai mới quyết định là ảnh gom dọn đồ đạc ảnh tính bỏ đi luôn tính cùng với cái cô gái kia là tới một cái vùng đất khác để mà sinh sống sau khi mà anh hai ảnh gom đồ đạc vô trong cái vali rồi á ảnh mới đi ra ảnh chuẩn bị in rời đi thì lúc này á là mẹ của ảnh mới xuống nước kêu ảnh giờ ở lại đi năn nỉ ảnh ở lại rất nhiều thì hồi này á là ảnh mượn nước mà ảnh mới hỏi là giờ nếu ở lại rồi có cưới cô kia cho ảnh không nhưng mà mẹ của ảnh nhất quyết là không có cho cưới cô đó bởi vì mẹ khẳng định luôn cái cô gái đó là một cái người không có tốt đâu rồi thì hai mẹ con cứ dằn co qua lại một hồi. Tới ngay cái lúc này, vô tình là anh hai, ảnh đã đẩy mẹ của ảnh. Và trong cái lúc té xuống á, mẹ đã bị đập đầu vô trong một cái cạnh của cái ghế đập đầu vô trong đó máu chảy ra rất là nhiều khi mà thấy vậy anh hai ông cũng rất là sợ ảnh quảng hốt luôn và cũng nhanh nhanh nhờ những cái người hàng xóm phụ đưa mẹ tới bệnh viện thật ra ảnh làm dùng làm dãy vậy chủ yếu là muốn mẹ ảnh tác hợp mối quan hệ của hai người chứ ảnh không có ý muốn làm mẹ bị thương đâu mà có điều chắc là số của mẹ anh hai đã tới ngày tận rồi Chỉ là một cái cú té, té nhẹ thôi chứ không phải là té nặng nha Té nhẹ ra cái đầu đập xuống dưới cái chỗ cạnh của cái ghế Thì bị như vậy chỉ vừa tới bệnh viện thôi thì mẹ của ảnh đã trút hơi thở cuối cùng và qua đời tại đó luôn. Khi mà mẹ của ảnh chết thì ảnh cảm thấy rất là đau lòng, cực kỳ hối hận luôn vì những cái điều của mình đã làm khi sự việc xảy ra vậy đó là anh hai này ảnh cũng không được ở nhà để mà ảnh an táng đàng hoàng cho mẹ ảnh đâu những người công an cũng đã bắt tạm giam ảnh trong cái thời gian đó rồi khi đó thì đám tang của mẹ ảnh là chủ yếu do những người trong dòng họ họ đứng ra để mà tổ chức dùm rồi sau khi ở bên phía công an người ta cũng điều tra Tới ngày kết án thì bên tòa mới kết án cho anh là phải đi 10 năm tù Do trong cái quá trình điều tra thì anh này anh cũng thần thật hợp tác để mà điều tra trong khoảng thời gian mà anh hai này ảnh đi thi hành án như vậy Ở trong xóm thì những người ở trong xóm mới là những người gặp phải cái sự việc tâm linh đó Thì sau khi mà mẹ của anh hai mất Mình kêu mẹ của anh hai là mình kêu bằng bà hai luôn ha Thì sau khi mà bà hai mất rồi có rất là nhiều người buổi sáng người ta đi chợ sớm đó là thấy bà hai cầm cái chổi ở trước sân nhà quét mấy cái lá măng cục rồi quét mấy cái lá cây đó quét cà sao cà sao cà sao vậy đó liên tục trong một khoảng thời gian dài rất là nhiều người trong xóm buổi sáng mà đi ngang dòm vô trong nhà của anh hai thì sẽ thấy bà hai là bà cầm cái chổi bỏ quét vậy đó mọi người mới bắt đầu để ý nghe khi mà thấy bà hai bỏ quét vậy tới khi mà buổi sáng rồi mặt trời đều chiếu vô rõ ràng rồi thì mọi người dòm qua bên cái sân nhà của bà hai thì thấy là cái sân nó sạch trơn luôn mấy cái lá đã được quét và dạt vô một góc rồi mà trong khi ở nhà này chỉ có mỗi bà Hai là người đã mất và anh Hai là người đang ở trong trại giam rồi, vậy thì ai là người đã quét những cái mớ lá đó? Mà thấy ngày nào mấy cái lá ở trước sân nhà nó cũng được quét tấp qua một chỗ rất là gọn gàng. Rồi có cái bữa hôm kia nữa là có cái chú này cũng là một cái người trong xóm. Chú này hay có thói quen là đi tập thể dục buổi sáng đó. Trong cái lúc mà chú đi ngang qua nhà của bà hai ấy, thì thấy là bà hai đang đứng quét lá vậy ha. Bà hai mới vẫy cái tay nhìn lên tiếng kêu. Ê, tập thể dục sớm không? Ông chú cũng nghe vậy thì ông cũng quay qua ông trả lời bà hai rồi sau đó tiếp tục đi tập thể dục nữa. Bởi vì hồi đó là ông chú ông quên đi cái việc là bà hai vừa mới mất cách đó một tuần. Do càng lớn thì trí nhớ của mình cũng càng suy giảm nên vào ngay cái khoảng khắc mà ông chú nhìn thấy cái dông hồn của bà hai thì ông chú đó đã quên đi việc là bà hai đã mất rồi. Vì vậy mà chú đó đã lên tiếng và chào hỏi lại với bà hai vậy đó. Tới khi mà em chú này ông sực, ông nhớ ra Thì mới cảm thấy là rất là sợ, rất là rùng mình Bởi vì nhìn thấy vong hồn của bà hai vậy đó rồi cũng có nhiều người thấy là cái tầm lúc khoảng trưa trưa đó, cái lúc mà mặt trời đang đứng nắng thì thấy là cái bóng dáng của bà hai á, thấp thoáng ở trước nhà, đang đứng ở đó giặt đồ, thấy rõ ràng luôn là cái bóng của bà hai hiện rất là rõ, nhưng mà chỉ tầm khoảng vài giây thôi thì cái bóng đó liền biến mất. Mọi người nhìn thấy bà hai ở trong nhà này á, sinh hoạt giống như là lúc bà hai còn sống vậy đó có nhiều người họ thấy mấy lần mà tới mức họ quên là bà hai đã không còn nữa rồi. Cứ thấy là bà hai hoạt động làm cái việc này, việc kia, làm những việc hàng ngày. Giống như mà trước đây bà hai mới còn sống như sao, lạng giờ mất rồi bà vẫn làm y như vậy luôn. Ở phía sau giường nhà của bà hai lại có trồng rất là nhiều trái cây. Vô mùa là trái cây xâm xê rất là nhiều trái luôn. Và mới có những cái thằng thanh niên là trong xóm không có nghề ngỗng nhỉ trơn á Biết là trong nhà bà hai này hồi này á là một người đã mất còn một người á đã đi thi hành án rồi Thấy là bây giờ là giường không nhà trống Mấy cái tên thanh niên này á mới lẻn vô trong nhà Trà đi ăn trộm đi buổi sáng luôn nghe Do biết là không có chủ ở nhà Nên là mấy cái tên này không có sợ Tầm 3 giờ mấy chiều là có ba cái tên thanh niên này Mới lẻn ra sau giường của nhà bà hai Tụi nó đang đứng tụi nó thọc mấy cái trái mấy cái trái măng cục đó Với lại là hái mấy trái bơ Rồi còn chọt hái những cái trái sầu riêng nữa Khi mà hái vậy thì mấy cái đứa này mong là đem đi bán Có tiền ăn chơi tụ tập vậy đó và đang trong lúc ba cái tên này hì hục hái Thì có một đứa mới nghe thấy cái tiếng của bà hai Bà hai bà mới nói vậy nè Ủa bộ nhà quan chết chủ hay gì muốn vô hái thì hái vậy Nghe rõ ràng như vậy Thì cái tên thanh niên này nó mới quay lại là quay hướng vô trong nhà Và hai cái tên kia đang trong lúc hái mà Ăn trộm thì cũng làm lẹ lẹ riết riết lên Mới thấy là có một thằng sao mà nó đứng im bất động vậy mà nó dòm dòm gì Thì hai cái thằng kia mới lên tiếng chửi Ê mày làm gì mày không làm Hãy lẹ lẹ đi đi nè Mày dòm dòm gì quái mày Khi mà nghe hai cái thằng bạn kia hỏi như vậy Thì cái tên thanh niên này mới nói Ê mày tao mới nghe tiếng của ai vậy Thì hai cái đứa kia do là tâm lý đi ăn trộm cũng hồi hộp đó. Mày nghe tiếng ai 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 thấy hay gì Ngay lúc đó luôn là cả ba tên đều nghe thấy cái tiếng nói của bà hai Tao nè Mà tụi bay nghĩ còn ai nữa Thì vừa nghe như vậy Cả ba tên này đều nhìn thấy Là cái hướng đi từ trong nhà đi ra đó Là thấy bà hai ha Dẫn mặt ở trên người cái bộ đồ Mà trước lúc bà hai được tẩm liệm Mà lúc này Tóc của bà hai hồi trước là tóc hơi bạc bạc Nhưng mà bây giờ không hiểu sao Thấy những cái tóc đó nó đã chuyển qua cái màu đen đen rồi Mặc dù khi mất là cũng tuổi cao rồi Mà không biết làm sao cái dòng của bà hai đi thiệt là lẹ đi giống như là chạy luôn vậy đó mà thấy là bà hai bỏ có hai cái bộ móng vuốt nó dài thòn lòn vừa thấy bà hai nhào tới như vậy đó thì cả ba thằng mới tuôn chạy vừa chạy vừa la làng quá trời luôn rồi chính vì do cái sự yếu tim của ba cái tên thanh niên này mọi người đã biết là dông hồn của bà hai đã ra ở phía sau giường của nhà và đã giữ những cái cây trái của mình như vậy luôn cũng có nhiều lần là những người họ có đất giáp ranh với đất bên bà hai á, Họ ra họ cũng thu hoạch trái cây này kia Thì mới thấy là ở bên này á, bà hai á, cứ đi tới đi lui Đi trong những cái gốc sầu riêng của mình Rồi cái tay thì chắp ở sau đích đó Vừa đi vừa ngó ngó dòm lên trên mấy cái cây Giống như là chủ giường đi thăm á, coi trái cây có chín chưa hay không vậy đó Người ta thấy là dông hồn của bà hai này hiện ra hoài hà Nhưng mà do là bà hai chỉ ở trong nhà thôi Mặc dù hiện ra thì hiện vậy Chứ không có hề đi và chọc phá quậy phá ai hết còn về anh hai, ảnh đang ở trong trại giam. Trong nguyên cái khoảng thời gian mà ảnh thi hành án dài dằng dặc vậy á, cái chị Nhung, cái người mà ảnh rất là muốn cưới, thì cái cô đó chỉ có tới thăm ảnh đúng một lần duy nhất thôi. Mà cái lúc tới thăm này, cái kiểu nói chuyện nó cũng khác lạ dữ lắm Thì khi mà tới là cái cô này á, cổ cái mặt hậm hực dữ lắm Cô rất là quạo, rất là bực bội Cổ nói với anh hai, kêu ảnh á Anh á, anh coi làm sao coi, anh nói với mẹ anh đi Tôi với anh có lạ cái gì đâu, mà bà chết rồi bà đi theo tôi hoài vậy Thật ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà hai á, sâu xa là cũng từ chị Nhung mà ra khi anh hai đã bị bắt vô trong trại rồi Thì ở ngoài này cái chị Nhung đó chỉ cứ nhẫn nhơ Tầm khoảng hơn nửa tháng sau á Thì chị Nhung này đã có một cái người đàn ông khác rồi Và khi đó chị Nhung này chị đã lộ rõ bản chất của chị là một người như vậy rồi Trong khi anh hai ảnh đang ở trong trại thì anh đâu có biết gì đâu Chỉ có cái người biết rõ nhất là dông hồn của bà hai Không biết làm sao đó là bà hai đã đi theo cái chị Nhung này Là quậy phá chỉ tất cả mọi thứ luôn đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cái chị Nhung đó và đặc biệt á, là đêm nào bà hai cũng hiện dễ và muốn bóp cổ cái chị Nhung đó chị Nhung á, chị cũng có đi tìm thầy bà này kia để mà nhờ sự giúp đỡ chứ bữa nào á, là bà hai cũng về muốn bóp cổ chị hết trơn á. chắc là sau đó chị Nhung này cũng đã tìm ra được giải pháp rồi và chị không có bị vong hồn của bà hai theo nữa nhưng mà có một điều là dông hồn của bà hai chỉ hiện diện ở trên nhân gian trong vòng một năm kể từ ngày mà bà hai mất sau khi mà qua cái đám dỗ đầu rồi thì tất cả những người dân ở trong làng không có còn một ai nhìn thấy dông hồn của bà hai hiện ra một lần nào nữa cả và anh hai do là ảnh đi cải tạo ảnh chấp hành rất là tốt nên cuối cùng thì ảnh cũng được ra sớm hơn với cái kỳ hạn đó già về nhà rồi thì bao nhiêu ký ức ùa về ảnh cảm thấy là ảnh hối hận ảnh hối hận cực kỳ luôn ảnh rất là có lỗi với mẹ của mình mặc dù đó cũng chỉ là sơ ý thôi nhưng mà cái lỗi làm đó đã khiến cho ảnh mất đi người mẹ mãi mãi và ảnh về nhà rồi ảnh cũng bắt đầu là ảnh chăm sóc tút tát là nhà cửa do ảnh đi với một khoảng thời gian dài nhà cửa thì bụi bặm cây cỏ nó mọc lên như nhà quan vậy đó rồi còn mấy cái trái cây ở sau do lâu ngày không chăm cây thì chết cây thì héo và ảnh cũng đã bắt đầu ảnh làm lại cuộc đời của ảnh từ cái đợt đó về sau thì anh hai này ảnh cũng không có cưới vợ gì hết trơn ảnh làm ăn được thì ảnh mới bắt đầu là ảnh dùng cái số tiền của ảnh ảnh đi từ thiện rồi ảnh đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn rồi cho tiền vô chỗ mấy cái chùa mà người ta nuôi dạy mấy đứa trẻ mồ côi nữa là sau đó anh này ảnh tập trung ảnh làm kiếm tiền và đi làm từ thiện để chuộc lại cái khoản lỗi lầm của ảnh trước đó và ảnh cứ sống vậy đó tới tận bây giờ luôn ảnh cũng không có kiếm thêm một cái người phụ nữ nào nữa cả Cuộc sống của anh hai ấy, bây giờ cũng đã ổn định rồi Mà giờ nhìn anh ấy, là nhìn ở ngoài giống như là một cái người có căn tu vậy đó Nhìn anh hai ảnh rất là hiền, rất là phúc hậu luôn Rồi thì đó là câu chuyện của anh hai Kể về một cái sai lầm trong đời của ảnh Một cái sai lầm rất là lớn Khiến cho ảnh phải hối hận tới tận bây giờ Nhưng mà cuộc sống hiện tại của ảnh bây giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi còn về cái chị nhung ngày xưa mà anh hai nãy yêu sai đắm đó, cái chị đó cứ quen hết người này tới người kia rồi thậm chí là còn cặp chồng người ta nữa bị vợ người ta đánh ghen đánh rất là thảm hại và chị đó tất nhiên là có cuộc sống rất là tệ hại luôn bởi vì xuất phát từ bản thân chị cái gốc nó đã tệ vậy rồi thì làm sao cuộc sống chị có thể tốt đẹp hơn được nữa rồi thì câu chuyện của anh hai ngày hôm nay tới đây cũng đã kết thúc thì câu chuyện này cũng đã khép lại trong cái tập chuyện bữa nay luôn cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe nghe. Nếu quý vị thấy hay á, nhớ để lại cho Như một nút like và một nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp. Và quý vị anh chị cô bác mình có những câu chuyện thì quý vị cứ gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail bên dưới màn hình để Như sẽ chia sẻ câu chuyện của các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước luôn hen. Rồi thì ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thư giãn sau một ngày dài làm việc nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nha. Bye bye!